Xin chào các bạn. Ở video này, dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cách các bạn update cái báo cáo tài chính từ cái phần mềm MISA. Sau đó các bạn kết soát ra các bạn là update lên phần mềm HTKK hỗ trợ kê khai để các bạn nộp gửi ra cơ quan thuế. Thì khi mà các bạn đã update lên cái phiên bản 4.6.7 của phần mềm HTKK này này, xong các bạn vào chỗ báo cáo tài chính này. Các bạn muốn update thì cái file XML thì các bạn vào chỗ các bạn chọn vào cái chỗ báo cáo tài chính theo cái thông tư 133 này. Nếu đơn vị các bạn mà sử dụng theo thông tư 200 thì các bạn chọn thông tư 200. Ở đây mình là chọn cái thông tư 133, đơn vị đang sử dụng thông tư 133. Đây có 5 kỳ tính thuế, đó là năm 2021, đó là 1 tháng 1 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Các bạn nhấn đồng ý ở đây. Ở đây các bản này nó vẫn là cái file mà chưa có số liệu ấy. Thì đến đây thì các bạn vào chỗ nhập từ XML này. Các bạn nhấn nhập từ XML, các bạn chọn đến cái file mà các bạn đã xuất từ phần mềm MISA sang. Đây chính là cái file mà mình đã xuất khẩu từ phần mềm MISA sang. Các bạn chọn vào đây, sau đó các bạn nhấn Open này. Đây thì đây là cái thông báo là nhập dữ liệu thành công rồi. Bạn nhấn đóng lại. Đến đây bạn kiểm tra lại cái số liệu này, báo cáo tình hình tài chính này, kết quả kinh doanh này, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối cái tài khoản này. Sau đó là các bạn nhấn ghi lại này. Thông báo là đã ghi dữ liệu thành công rồi, các bạn nhấn đóng này. Như vậy là vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn cách update cái báo cáo tài chính lên cái hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.7. Các bạn đang xem video, nếu thấy video hay hữu ích, vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Bạn nào mà có vấn đề gì cần thắc mắc thì có thể để lại comment ở dưới video này. Mình sẽ trả lời để chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.